tiếng câu là âm vang khúc dân ca ngợi ca tình yêu quê hương để tình anh bên đêm thắm đượm mãi mãi như là ước nguyện mãi đợi mãi chờ về làm dâu quê anh như là ước nguyện mãi đợi mãi chờ cho cháu hoài gà à, tức là những cái mâm cổ là sau khi được ra mâm cổ đó, dạ mâm cổ đấy, đây là ba nhà đấy, đây à, tức là mâm này là mâm cúng ma nhà, sắp đây chưa sắp chuyện đấy à, là mâm cúng ma nhà đấy, là sau khi cúng ma nhà xong là mình sẽ mời đại diện của đại diện để chứng kiến à, thế hả, rất nhẹ nhàng thôi đây mâm cổ nhá à, dạ. Như vậy là chén rượu đầu tiên của đại diện hai gia đình thông gia nội ngoại đã chúc nhau những chén rượu, mong rằng mối tình thông gia sẽ luôn gắn bó kết chặt tình keo sơn các bạn ha. Và bên này thì đại diện hai bên nội ngoại đang còn chút điều thì phía đang xa xăm bên kia là ông bố lại tiếp tục làm thủ tục tiếp cho cô dâu và chú rể, nó sẽ di chuyển lại đấy để chia sẻ cho các bạn cùng biết luôn ha. Chào các bạn ạ. Sau khi làm thủ tục cùng mấy nhà thì ở đối bên kia là thầy mỏ ông nội đang làm thủ tục cùng gì đấy à bạn? Nói là làm vía cho con cháu. À làm vía cho con cháu. Hôm nay cái mâm mừng cháu đấy. Dạ. Tức là mình có ý nghĩa là mừng cô dâu mới về nhập vào trong họ nhà mình đấy. Đó đâu. À. Dạ. Rồi lắm cảm ơn bạn nha. Dạ. Trời ơi, ôi bao điều lạ, rừng non xanh xanh vờn
Rau rau của bác trưởng đoàn được đại diện cho gia đình gái xin được trân trọng kính mời bác. Alo. Kính thưa quý ông bà, kính thưa toàn thể hai bên gia đình, kính thưa toàn thể các bạn nam nữ thanh niên gần xa của hai cháu, tôi xin tự giới thiệu, tôi là chú của cháu Hồng Ngọc. Rất vinh dự hôm nay được đại diện cho phái đoàn họ nhà gái. Lần đầu tiên tôi rất vinh dự và sự cảm ơn nhất là nồng nhiệt nhất đến phái đoàn nhà trai tiếp đón họ nhà gái. Xin chào cháu Hồng Ngọc về làm dâu của ông Tiến và bà Mơ, làm cháu dâu và làm thành viên trong gia đình dòng tộc họ nhà trai. Và chúng tôi cũng xin nhận cháu Đức kể từ ngày hôm nay sẽ trở thành con rể của ông trai và bà công, trở thành cháu rể và trở thành thành viên trong dòng họ nhà gái chúng tôi. Và trước khi nhận lời, tôi không biết nói gì hơn, xin được kính chúc quý ông, quý bà cùng bạn bè nam nữ thanh niên gần xa lời chúc sức khỏe nhất, chúc buổi thành hôn thành công tốt đẹp. Và chú xin kính chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, rất tuyệt vời quý vị ơi, những lời cảm ơn chân thành, những lời chúc phúc, những lời rau rau của bác trưởng đoàn được đại diện cho gia đình ấy rất là xúc tích ý nghĩa, dành tròn niềm vui để cho tất cả quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, cũng như tất cả quý vị, chúng ta đều biết rằng được đại diện cho một gia đình, một dòng tộc trở về đây để chung chia, được nói lên những lời cảm xúc, những lời rau rau, thì rau rau thì rau cả niềm tin. Đến đây chung sống trong một gia đình cùng chủ thể là một gia đình hạnh phúc ấm, thì đó là điều mong muốn của đại gia đình chú gái. Và mong muốn rằng đại gia đình nhỏ tay sẽ giúp đỡ cho cô dâu Lương Ngọc chúng ta trở thành một dâu hiền, một nàng dâu tuyệt vời nhất trong đại gia đình và dòng tộc. Và xin kính thưa toàn thể hôn trưởng kính mến, và ngày hôm nay đây, với sự chứng kiến của tất cả quý vị, xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta lại tiếp tục hướng tròn cảm xúc với ánh mắt yêu thương trên về với sân khấu nhất tình yêu của cô dâu và chú rể, để chúng ta sẽ được mời những lời cảm ơn, những lời nhận dâu của bác trưởng đoàn được đại diện cho gia nhỏ trai. Xin được trân trọng kính mời bác. Quý kính thưa các cụ ông cụ bà, cô dì chú bác, bạn bè hai bên gia đình và các bạn thanh niên nam nữ gần xa của hai cháu,
Trước hết, tôi đại diện cho gia đình họ nhà trai xin lời cảm ơn chân thành đến sự hiện diện của tất cả quý vị có mặt trong buổi thành hôn ngày hôm nay, và đặc biệt là cảm ơn gia đình họ nhà gái đã không ngại đường xá xa xôi từ Thanh Hóa về đây. Sự hiện diện của tất cả quý vị là một niềm vinh dự rất lớn đối với nhà trai của chúng tôi. Kính thưa toàn thể quý vị, thưa toàn thể hội hôn, các cụ có câu: trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là quy luật của cuộc sống. Hôm nay được sự nhất trí của hai chính quyền địa phương và được sự đồng ý của hai bên gia đình, hôm qua là hai gia đình nhà gái cũng đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu ở tại thôn Tân Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Và hôm nay gia đình nhà trai của chúng tôi lại long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi đại diện cho gia đình họ nhà trai xin nhận đã cháu Ngọc từ giây phút này sẽ trở thành thành viên của gia đình nhà trai của chúng tôi, và đặc biệt là trở thành con dâu của ông Tiến bà Mơ, và đặc biệt hơn nữa là trở thành vợ của cháu Đức nhà chúng tôi. Hai cháu tuổi đời còn trẻ, khi làm dâu làm dề chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ, cho nên chúng tôi mong hai bên gia đình hãy quan tâm chia sẻ đùm bọc hai cháu để hai cháu sớm hòa nhập với cuộc sống và phong tục tập quán của hai gia đình. Tôi đại diện cho gia đình họ nhà trai xin có đôi lời nhắn nhủ với hai cháu rằng: làm dâu làm dề lại phải lấy chữ hiếu làm đầu, phải biết tôn trọng và yêu thương nhau, phải biết kính trên nhường dưới, phải biết giữ gìn những gì mình đã có, chưa có và sẽ có. Trước mắt hai cháu không phải là kiếm thật nhiều tiền, là phải trước hết là phải sinh con đẻ cái để cho hai bên gia đình là có con bồng cháu bé. Trước khi trình lời, một lần nữa tôi đại diện cho gia đình họ nhà trai xin gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới tất cả quý vị khách quý, các cụ ông cụ bà, bạn bè hai bên gia đình, đặc biệt là các bạn thanh niên nam nữ gần xa của hai cháu. Một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho tình thông gia giữa hai gia đình mãi mãi bền lâu, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc cho buổi lễ hôm nay thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất tuyệt vời, những lời phát biểu rất là tâm đắc, ý nghĩa trọn vẹn từ bác trưởng đoàn được đại diện cho gia đình nhà trai chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay.
về này họ, tất cả quý vị quan khách chúng ta được kính kiến trong buổi trưa ngày hôm nay.